Xin được phép chỉnh sửa lại một tí nha. Hương là một các bạn của con coi như là một sinh viên hát nè. Xin được phép hỏi những bạn đến từ trường Ngoại Thương ở đâu ạ? Hương là một cựu sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương. Bây giờ đêm hôm nay đến đây để cổ vũ cho tất cả các bạn thí sinh từ 7 trường nói chung và các bạn sinh viên đến từ trường Ngoại Thương nói riêng. Và bài ca khúc đầu tiên xin được gửi đến các bạn là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê. Cô bé rất là dễ thương, được mang tên bài Gần Chuẩn Đường. Xin mời các bạn cùng nghe. Mọi nơi các ca sĩ đều hát những ca khúc về mùa xuân. Và hôm nay tôi sẽ
Nam đêm lời yêu thương của các bạn khán giả. Những ngày trôi nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nơi yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu lắm trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên ngõ, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người mơ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày nhiều nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu em mãi, những người yêu thương đã từ lâu mất trong lòng hoài. Cho anh mơ mộng, anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày nhiều nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nơi yêu em mãi, nơi những lời yêu thương đã từ lâu mộng trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thất thờ như người cũ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh sẽ sớm những ngày yêu nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nơi yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu mất trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sớm những ngày yêu nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nơi yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu mất trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em mình sẽ sớm những ngày anh đột ngột dưới bóng dừa là nơi sẽ nơi yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu mất trong lòng hoài. Những điều không thể nào được tuyệt vời với những lời yêu thương mà Trọng Phương đã gửi tặng đến tất cả các bạn trong khán phòng ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi sân khấu thì Trọng Phương có một lời chúc nào để tất cả các bạn thí sinh trong đêm hôm nay không ạ? Cũng như tựa bài hát là lời yêu thương và mùa đôi em cũng như mùa xuân đến là người ta thường nói là mùa yêu thương, thì xin chúc tất cả các bạn đang yêu nhau thì yêu thêm hơn nữa, còn những bạn nào mà chưa có tình yêu thì Tết này sẽ có tình yêu các bạn. Và xin đặc biệt thì xin chúc tất cả quý thầy cô, quý vị ban giám khảo cùng toàn thể các bạn sinh viên có một mùa xuân thật là ấm áp và gia đình cùng với người thân của mình. Xin cảm ơn các bạn. Là kính thưa quý vị.